Rồi, xin chào mấy bạn. Mình quay cái góc này là mấy bạn biết ha, vườn của ai ha. Hôm nay mình cập nhật là cái vườn của anh Phương ở mương bố ngã cày. Cái cây này là cái cây năm năm rồi mình đứng đây mình để trái nè mấy bạn nha. Thì video trước là mình đã có cập nhật từng bước hết rồi ha. Hôm nay mình quay lại mình cập nhật cái dàn bông cho các bạn xem. Đó, giả mũ rồi nha mấy bạn, tưới rồi, bón phân rồi. Đó, bạn thấy nè, bông nè. Mà năm nay rất là nhiều vườn thất bại nha mấy bạn. Mình cũng là rất là buồn à, cho những người mà ta làm mà không đạt á, thất bại ra bông rồi, bỏ không ra bông, bỏ làm đọt lại, nó tốn tiền, nó tốn chi phí lắm mấy bạn. Mà tiền với chi phí thì không nói, mà tốn thời gian nữa nha. Đó, rồi bắt đầu quay lại vấn đề. Sẵn đây video này mình chia sẻ luôn là cái cách mấy bạn tuyển bông. Các bạn thấy là trên cây của mình á, cái tế bông này nó gọn nhất nha, bông gà này, tế bông này gọn nhất và cái tế bông này nó gọn nhất trong vườn của mình. Thì những cái bông này nè, các bạn lặt đi, và thời điểm này nè, những cái bông mà những cái chồi ngoài này nè mấy bạn tuốt hết đi nha, tuốt hết cái nhánh này mấy bạn chừa lại hai chùm này thôi, cái chùm này bạn bỏ hết đi đó, ăn cho cây nó còn nuôi đọt rồi nó nuôi nha, rồi nó nuôi mấy cái bông này nữa nha. Đó, bỏ bông này chỉ có nước mà tuốt thôi chứ không có cách nào mà tiễn nổi, không có cách nào mà lấy cái cây tọt hỏi nha, là bông nó ra kinh khủng. Chùm này bỏ luôn đó, vườn của khách hàng nha, chứ cái vườn mình là mình bỏ luôn chùm này rồi. Ok, tổng quan bông nữa bạn đó, bông nè, mình quay những cành dưới đi, những cành trên nó sao nó khó thấy đó. Bông này ra là gần như là trên 90% luôn nha. Đó, đó mình giữ lấy tấp này và cái tấp bông bự là được, còn bông bự hơn nữa thì mình bỏ ăn, mình lấy một đợt thôi, tức là hai đợt bông mà nó cách nhau 15 ngày. Mình nhắc lại, hai đợt bông cách nhau 15 ngày mới bạn giữ được và trái nó đậu được ha, còn nó cách nhau xa quá thì nó sẽ có bị hiện tượng là cạnh tranh dinh dưỡng ha. Cây này nó hút cái kia đó, bông ra hết. Mà mấy bạn nhìn lại dàn lá giùm mình nha, cái này là giờ này là gần 4 giờ chiều rồi, như cái nắng này lá nó chưa ngủ nữa, thì mấy bạn lúc mà 9 giờ sáng á mình quay video nó còn cực kỳ hơn. Và dàn lá nè, đó lá là lá chuẩn làm bông, lá rất là dày, mình cầm cái tay mình rất là dày ha. Đó, rồi bông đây, mình đi qua một mũi bông cho bạn xem. Cây này ha, cây nào cũng vậy thôi, 99% luôn, vườn này cây nào nó cũng ra bông hết đó. Đây, cái bông này bỏ, mình lấy lại tấp nhỏ nha. Đây nữa bạn, đó bông ha, kẻ cầu người cầu không ra, còn người có thì lặt bỏ, có gì đó các bạn. Mình nói rồi, cái ranh giới mà thành công với thất bại nó sát bên thôi, sát bên thôi đó, sát bên thôi, nhưng mà nó xảy ra rồi nó thì làm cả một vấn đề nha. Rồi mình đi qua cầu, quay cho mấy bạn xem dàn lá nè, đó nha. Đây các bạn, đó, bông nè, như cây này tới bông này nó đều một lượt, thì cây này tới bông này mình để lại ha. Đó, mình quay kỹ cho các bạn xem bông nè. Đó, đó, cái này nó là một quá trình nha, một quy trình làm bông, một quy trình chuẩn theo một quy trình và đúng theo một quy trình, từ ăn trái năm rồi tới năm nay phục hồi cây và từ lúc xiết nước tạo mầm lên phát lo và kích bông phá miên tràng. Đó, nó là cả một quy trình, thì như thế này. Đó, không có canh nằm không có bông hết nha mấy bạn. Đó, cái vườn này cái tốn bông này nè là ít đụng lắm nha. Đó, ok, qua thầy tiện quay thêm mình đi thẳng về sau luôn, cây nào cũng ra bông hết. Những cái cây này nè nó bị ức chế sau thì nó ra bông sau nè. Đó nha, đây bông này, ở dưới nè mấy bạn,
nè, bông này chỉ có nó mà mình đi mà mình lấy tay mình tuốt thôi chứ không cách nào mà lấy cây thọt nổi đâu. Đó. Ok ha. Đây nữa. Đó. Nha. Rồi ok, đã bón hữu cơ. Đây hữu cơ còn. Và mình đã cho anh nhắc 15 15 15, 3 số 15. Nha. Rồi mình sẽ quan sát cái cây trồng này. Cây của anh nữa. Quan sát thêm một tuần lễ nữa. Nếu mà nó có tiết đọt và cái đầu đọt nó sáng lên thì mình tiếp tục mình cho dinh dưỡng vào, đặng mình lấy cái đọt chất xơ nhị. Còn nếu mà một tuần nữa cái đọt nó không sáng lên, giờ trong cái nắp này nè, trong cái nắp này nè, những cái hạt gạo trong cái nắp này nè nó không sáng lên thì có một cách chăm sóc khác ha. Đó. Mình làm rồi đó, mình phải nhìn được là dấu hiệu nào nó ra đọt và dấu hiệu nào không nên để cho nó ra đọt ha. Đó là kinh nghiệm thôi. Ok, đây các bạn, bông nè, bờ này với bờ nấy nha, mình đi một bờ thôi, mình quay nhiều bờ cái video nó dài lắm. Đó, bông nè, kinh khủng không các bạn, bông nè. Rồi bắt đầu ngày mai là bắt đầu mình cho chú Dương tiến hành gì, tiến hành tiễn bông, đặng cho cây đặt tập trung dinh dưỡng nhau, nuôi một tốp bông thôi, và nó còn dinh dưỡng đặng nuôi đọt nữa, nha các bạn. Nó còn nhỏ mà nó một chùm như thế này. Và mấy bạn thấy này, cái cuốn bông nè, cái bông nó rất là sáng, rất là to, vậy cuốn bông rất là chắc nha, chứng tỏ là cây cái bông rất là đạt đó. Đây giờ tới mình luôn nè, mình chưa qua khéo khéo để gãy cái bông của khách hàng mình đó nha. Rồi qua cây tiếp theo, mấy bạn sẽ hỏi là tại sao mình bón phân trên đây. Tại vì cái mô này nó dốc lắm, mình bón trong đây rồi mình tưới nước cho nó cho từ từ, nếu mà mình bón ngoài này sát mà mưa nữa, nó mưa nữa, nó dốc mà mưa đúng, nhưng mà mưa một cơn mưa thôi là đổ sông đổ biển hết nha. Đây nè bạn, bông nè đó nha, nó chuẩn theo một cách làm, một chuẩn theo một quy trình thì nó như thế này hết nha. Đó. Ok. À. Năm rồi ảnh không biết gì hết nha, pha thuốc gầy ảnh còn không biết nữa. À, năm rồi mình quậy chạy qua, mình nói rồi, năm rồi mình chạy qua cái giường này là muốn mòn cái giường này luôn, mòn hai cái lớp xe của mình luôn. À, năm nay thì ảnh cũng biết được một mớ kiến thức rồi. À, thì mình ít chạy qua. À, mình lựa những cái thời điểm mà nó quan trọng nhất mình chạy qua thôi, lên thảo mầm bên kia là mình chạy qua. Rồi bắt đầu mình sẽ cho tiếp theo là phun dưỡng bông đó, phun dưỡng bông kết hợp để dinh dưỡng để mình lấy cơ đọt nữa ha. Đó rồi ok nha các bạn, quay cây này nữa kết thúc video. Cây nào những cái đấy thôi, nãy giờ mình đi từ đầu bò vô là không có cây nào mà không ra bông hết nha. Nè rồi, nhìn bông nè đó, mà bông á từ trong đây nè nó ra tới đây luôn, tức là cái cành này đã bị ức chế hoàn toàn đó, nó mới ra bông được như thế này nha. Bông nữa các bạn đó nha. Rồi ok, mọi chi tiết xin liên hệ Hiệp Sầu Riêng Miền Tây, số điện thoại mình để trên màn hình 0939151650, chuyên tư vấn từ cây con tới cây lớn, phục hồi vườn và làm bông đậu trái nha. Đây. Cây này là anh không đậy luôn nè, anh bỏ luôn, anh không đậy luôn đó, mà hôm nay nó ra bông nữa nè đó, trên đây nè đó, mình nói rồi những cái vị trí này nè, cái cành này nè, cành cấp 1 đi lên thì mấy bạn gà kỹ rồi này, có thể cho mình gà kỹ những cành cấp 2 này thì gà kỹ rồi đó, cành cấp 2 này nó cũng ra bông hết. Chừng nữa mình sẽ quay lại mình cập nhật cái nhánh này cho mấy bạn xem nó đậu trái như thế nào ha, mặc dù cây là rất nhỏ. Còn một hai cây nữa cứu bờ rồi, gắn đi tới cứu bờ luôn nha. Để nhiều khi mình ức chế hết, có một hai cây đầu bờ nó không ra bông thì sao ha, đi hết một bờ luôn. Đấy. Các bạn nhìn nhận lá nha. Rồi ok, đi nhanh lên, video này cũng dài thôi. Đây là bông nè,
ra hết nè. Những cây này nó ra sau nè, đây là bông nè, à, không có cây nào mà không có bông hết trơn nha các bạn. Đó, bao bông đó. Ok đây rồi, mất cây đầu bờ nữa. Cạnh bên đây nè, cạnh bên đây nữa bạn đó ha, tuyệt vời ha. Ơi thì cùng một quy trình, cùng một cách làm đó, cùng một người hướng dẫn thì vườn nhà mình ra bông, vườn khách hàng mình ra bông, và tất cả những vườn mình làm theo cách của mình đều ra bông. Ok nha. Đó, còn thêm một quy trình khác và một bài thuốc khác thì nó là một câu chuyện khác. Đấy, các bạn thấy không, bông nó mới như thế này thôi mà nó chùm 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 nè, trên đầu nè, ném xíu nó gãy 20 bông của khách hàng rồi. Đấy nha. Đấy các bạn, kinh khủng không? Đó, kinh khủng đó nha. Rồi ok, cảm ơn cả nhà nha. Đây là một cái niềm vui của mình đi làm thị trường đó, niềm vui của mình và niềm vui khách hàng của mình, niềm vui rất là lớn nha bạn đó. Rồi ok, tới của bà đây, còn một cây của bờ nè, hết rồi, hết rồi hai của bờ ha, nè cây này nè đó, còn cây nào không có bông hết. Rồi ok, tiếng hồng phun dưỡng bông đó, tưới nước giữ ẩm tốt cho nó. Rồi sắp tới sổ nhị đậu trái sẽ cập nhật tiếp nha các bạn. Rồi ok, cái của bờ rồi nè đó, hết rồi ha. Rồi ok, cảm ơn cả nhà.